Rồi cái đầm em mặc nè, có chị nào lấy không? Chị lấy set 2 dây cao cam rồi, bà kia mới lấy rồi. Rồi một cái chị mặc ok. Rồi đây mấy chị ơi, cái đầm em đang mặc nha, em đo một lần nữa cho mấy chị nha. Đầm này đầm bẹt vai mấy chị ơi, đầm bẹt vai nha. Phối nè mấy chị, phối dây viền nè mấy chị, phối viền ren nha, rất là dễ thương luôn. Đó cái cổ nó như vậy mấy chị ơi. Đó, công chúa dễ thương cực kỳ. Tay của nó là tay bon hung lo em á chị. Đầm này giá là 55 nghìn nha mọi người ơi, 55k đó. Chị nào lấy cái đầm em đang mặc thì comment giúp em là mã 55 giúp em nha. Đầm xòe công chúa mấy chị, rất dễ thương luôn. Phía trên đây của nó là có viền nhúng mấy chị ơi. Đây viền nhúng ngay phía ngực nha. Giá đầm này là 55k, form dưới 55 kg trở lại vừa mọi người. Mấy chị 57 kg em thấy chứ mấy chị dẫn vô vừa luôn á. Mời bên em báo trừ hao cho mọi người dễ mặc nha. Giá 55 nghìn đầm em đang mặc mấy chị, hiện tại em còn khoảng 7 cái thôi là em hết hàng luôn. Chỉ về một đợt duy nhất ngày hôm nay nữa thôi nha, em không có về thêm nữa. Tại vì hết mẫu rồi, bên xưởng nó không có mai nữa nha. Đợt hôm nay là cuối cùng rồi. Giá 55k mọi người. Chị nào lấy thì comment em. Mẫu này 55 kg trở lại vừa luôn. Em là 53 kg mấy chị. Mặc được hai kiểu nha. Đây, mấy chị mặc để dây như vậy bẹt vai ra nha, còn không mấy chị giấu cái dây vô luôn, đầm bẹt vai luôn mấy chị. Đó, em mặc bẹt vai thôi mà, đầm biến mặc dây luôn. Đó, em mặc bẹt vai cho mấy chị luôn nha. Về cắt dây bỏ, mấy bà nào thích dây về cắt dây bỏ. Quỳnh Lý hết rồi, Quỳnh Lý ơi hết rồi. Ellie Nguyễn một đầm nè, Ellie Nguyễn một đầm nè, xếp hai dây gu xịn hết rồi nha. Ellie Nguyễn nè, rồi số thợ địa chỉ giúp em. Ellie Nguyễn, chị nào lấy đầm em đang mặc thì comment với em là mã 55 giúp em nha, mã 55 nha mọi người. Bà gì Bảo Yến nè, Bảo Yến nè, thấy Quỳnh Lý nha, thấy Quỳnh Lý. Bộ trắng hết rồi, bộ gu xì đó khách lấy rồi nha mấy chị đẹp ơi. Anh chị Oanh nè, chị Oanh nè, Akina nè, Oanh Akina đầm nè 55 nè. Chị nào lấy đầm 55 này nữa comment nha, mặc được hai kiểu luôn nha mấy chị. Đây hai dây lên, thích thì để hai dây lên nha, còn không về cắt dây bỏ. Em làm biến mặt dây quá trời luôn, ghét cái dây ghê đó. Đầm đẹp vai dai vây nha. Rồi ok chị Ellie nè, set em còn nhiều lắm nhưng mà set đó không về nữa nha. Đó có chị nào lấy không, rất dễ thương, 55 kg trở lại vừa nha mọi người. Rồi qua mẫu đó, em chỉ xô lại lần nữa thôi. Dâm hả? Dâm mà em cũng không biết nữa, lát hồi em coi coi hôm nay biết có dâm không nữa. Rồi chấm 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 giúp em nha mọi người ơi, chị nào đang xem like của em chấm 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 giúp em một cái nha. Rồi Ellie Nguyễn ơi, cho em xin địa chỉ nha. Rồi xong rồi, quần dập ly về lại rồi nè. Hôm qua chị nào chưa mua được quần dập ly này hôm nay comment lại giúp em nha. Quần dập ly giá là 45 nghìn nha mấy chị đẹp ơi. Đây quần dập ly về lại nha. Rồi đây mấy chị ơi, đầm cái set lúc nãy hết rồi, lát hồi lên set khác nha, set hôm nay về nhiều lắm. Rồi quần dập ly nha mọi người. Quần dập ly này là quần lửng nha mấy chị đẹp ơi, quần lửng nha. Quần này là giá là 45k một cái quần nha mấy chị. Có hai màu nha, màu đỏ với màu đen mấy chị ơi, màu đỏ với màu đen. Chị nào lấy đỏ thì comment em là mã đỏ, còn chị nào lấy đen thì comment đen giúp em nha. Một đầm cho Quỳnh Lý nè. Quần này 55 57 kg vô thoải mái nha. Rồi cho chị Quỳnh Lý nè. Quỳnh Lý nè, ok nè. Thanh xuân một đen nè. Thanh xuân nè. Thanh xuân một đen. Áo kiểu cầu vồng hết rồi nha em ơi. Lê Thanh một đen nè. Rồi em còn hai cái đỏ nha. Lê Thanh đen nè, em còn hai cái đỏ mới chế đẹp. Hôm nay em về là cuối cùng rồi đó. Cô nhập ly này em về bữa giờ là em về bao cũng đợt rồi đó. Bán không chán luôn. Rồi hết đen rồi, Phạm Thi Thị với Thảo ơi, chị còn đỏ thôi nha. Chị còn đỏ thôi. Xem like, chia sẻ like giúp em đi mọi người ơi. Chia sẻ like đi nè.
Ủa lộn, đen thì chị Lê Thanh nè, em còn đỏ thôi mấy chị ơi, quần đó còn đỏ thôi nha, còn hai cái đỏ. Lê Thanh nè, Lê Thanh, rồi còn hai đỏ mấy chị. Chị yêu rồi lấy comment giúp em luôn, mã đỏ luôn, 45.000. Đây, còn hai cái đỏ thôi. Rất là dễ thương nha, quần dập ly cái màu này là màu đỏ đô mấy chị ơi. Không có lo mà bị sáng lắm đâu nha. Cái màu này là màu đỏ đô mấy chị, lưng bản thun nha, co giãn cực kỳ luôn. 57-58kg vô thổi thoải mái luôn mấy người ơi, mấy người đẹp ơi. Đó, quần lưng thun nha. Giãn như là quần vải với mấy chị, quần có nói dạng quần ống rộng gì đó. Rồi, chị nào lấy thì comment giúp em nha. Mã đỏ nha, 45.000, còn hai cái nè. Chị nào hốt quần giúp em đi. Dành đen không à, còn đỏ không à. Làm này cái đỏ này cái thu thảo nè, ấp mẫu lên hết trơn luôn. Thu thảo rồi, đầm xuông mấy chị, bộ gấu xám lúc nãy còn nè. Chị Ngọc Lu ơi, còn đây, chị Ngọc Lu lấy không, em để cho chị Ngọc Lu luôn. Ngọc Lu rồi, một đỏ cho chị Eli Nguyễn. Rồi em còn một cái đỏ nha, Eli Nguyễn nè. Rồi em qua đầm, đầm này giá 45.000 nha mấy chị, đầm suông nha, một màu trắng thôi. Đây, đầm suông phối chữ rất là đẹp luôn. Đây nha, đầm dáng suông mấy chị ơi, đầm dáng suông nha, bao già luôn, mỗi này là qua gấu em luôn mấy chị, qua gấu luôn. Phía sau lưng của nó là in số 89 nha. Đầm này giảm như đầm bóng chài vậy mấy chị. Đó, mỗi này em có hình bên Facebook nha, đẹp lắm. Rồi ok chị Ngọc Lu, một bộ màu xám đó, ok chị. Rồi chị nào lấy mẫu này comment giúp em. Phạm Thị Như Thảo lấy màu đỏ luôn rồi, ok nè, hết quần đỏ luôn. Phan Thị Như Thảo nè. Rồi chị nào lấy trắng này comment mã trắng nha, giá 45.000 nha mấy chị ơi. Như Thảo nè, Như Thảo trắng. Rồi Ngọc Lu trắng nè, Ngọc Lu trắng, Thúy Nguyễn trắng. Rồi hết mẫu này, mai mốt em về bù lại cho. Tại mẫu này em đăng hình mẫu lên mấy chị hấp lẻ thôi, mà đặt hết trơn rồi, còn lại có hai cái, đây có hai cái thôi, Thúy Nguyễn cái trắng nè. Dạ Son ơi, dạ Son ơi, Thúy Nguyễn trắng hết đỏ rồi bà Quỳnh Lý ơi. Sao vậy, tên gì anh? Hồ Huỳnh Minh Anh. 45 với 65. Dạ 1.1. Anh có 10.000 không anh? Rồi em gửi là 399. Rồi hết trắng rồi, áo thun hình con kỳ lân màu hồng còn không chị? Có đây, đây cho. Bà nào hỏi áo kỳ lân vậy? Đây áo kỳ lân nè, hai cái à. Đây áo thun nha, bà nào nhanh tay thì lấy nha. Cái mẫu bơ bắp bê phía sau là đầm nha Thanh Xuân ơi. Đây áo này giá 40.000 nha mấy chị ơi. Rồi em lai áo thun cho nè, lai áo thun cho mấy chị luôn. Rồi đây hai cái nha, màu trắng màu hồng nè. Hôm này 60kg vô dừa nha, rất là dễ thương luôn. Con ngựa bunny mấy chị ơi, con ngựa bunny nha, xếp hai dây và em còn nha, lát em lai cho mấy chị. Đây áo thun hình con ngựa bunny, chị nào nhanh tay được nha, một cái màu hồng với một cái màu trắng thôi, giá 40k mấy chị đẹp ơi, giá 40.000, quá dễ thương luôn đó. Rồi 40 nha, một cái màu hồng với một cái màu trắng hình con ngựa bunny. Rồi 40k, chị nào lấy trắng comment trắng, chị nào lấy hồng comment hồng giúp em. Rồi Thanh Xuân trắng nè, Thanh Xuân trắng nè. Rồi Ngọc Lu trắng nè. Rồi em còn cái hồng nè, còn cái hồng nha.
Rồi thí quyển hồng rồi hết. Có hai cái trắng một cái hồng thôi. Rồi thí quyển nha. Rồi đấy thôi rồi thí quyển tổng có cặp 100 đi nha thí quyển yêu ơi. Thí quyển nè, ok nè. Rồi tiếp tục áo thun mẫu khác. Áo thun về nhiều lắm, tha hồ lựa. Xem like chia sẻ giúp em đi mấy chị ơi. Chị nào có tham gia hội nhóm chia sẻ bài like vô hội nhóm giúp em nha. Like đông đông đi nè, lát họ em sale đồ cho chị mua luôn. Hôm nay em xả hàng mấy bơm bơm của khách lẻ nè. Bơm nguyên cục đi. 600.000, cục hàng 600.000. Rồi đây áo thun nha, áo thun phối sọc mấy chị. Dễ thương lắm luôn. 60kg vô dừa luôn mấy chị ơi, 60kg vô dừa cái áo này luôn nha. Rồi áo thun sọc, chị nào lấy thì comment em làm mã sọc nha. Mã sọc giúp em. Áo thun này dễ thương lắm. Đây, màu sọc mấy chị, phối logo hình cái tivi gì đó. Rồi Linh Nhi một cái sọc nè, số lượng có hạn thôi nha. Áo thun bên em mỗi mẫu có 1-2 cái thôi à. Sọc Linh Nhi nè. Linh Nhi. À Linh Nhi ơi, cái đầm em đặt màu đen á, về có đỏ với trắng không à, không có về màu đen nha. Trời ơi, bà Quỳnh Lý ơi, cái mạng của bà nó bị chậm hay gì rồi? Cái mạng của bà bị chậm hay sao vậy? Ta hồng mỗi giờ mẫu hồng nãy giờ qua mấy mấy đợt rồi đó.